Ban tổ chức có nhận được một chiếc điện thoại hiệu Oppo. Ai làm rơi điện thoại phải đứng để nhận lại chiếc điện thoại đó. Còn ai ở đây kêu hay kêu đâu? Chắc ba sáu cây nhận bao nhiêu? Ba thôi. Ra là bọn rồi với bọn để trộm này. Chấp ba Huy. Không dành cho ghế bán. Lắm đi kể cái tay. Không có Huy. Không không thôi. Chấp ba chấp ba. Một không. Mẹ bắt theo anh cho thành thô. Mẹ bên này mà cái bở đâu mẹ. Mày sao vậy? Điểm cho được không copy? Một đều. Bên này nó mua được cho mấy triệu bạc vì riêng cái giờ tao cho nó thua. Điểm một đều. Người ta lấy một vạn triệu. Đang làm keo chưa? Bên này có hòn chưa chưa nhận ra keo bơ. Sao anh nhận qua đêm rồi mẹ? Còn anh nhận để sáng nay hối cho người ta này. Trong cái lại coi. Có 2 phút cho xong đi. Mày thôi mày lúc xong đi. Bắt keo đi. Ba hoa đường kia. Ba thôi. Ba bé. Ba hoa bao nhiêu cây? Ba cây thôi, chia đi. Ở đâu sao mà kỳ chúng ta thằng nào thì bắt kèo lúc này luôn. Nhận qua đi để bắn lấy cái tí nữa đủ bắt được cái trận đấu tiếp tục. Tao nó bị thằng lồn cao với mấy thằng lồn kia địch mẹ nó bắt hai mang ra đủ quá phản kèo đâu kèo đâu mới qua mà cũng chưa chấp hai điểm mới vượt cấp nó đúng là giữa nó bắt hai mang luôn là đủ mấy nhịp một nó hòa ai kiếm được nhầm mang này hả xong rồi chưa mang mẹ nó tụi đánh luôn nha. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lầu đủ má. Phát bóng chưa qua lưới. Điểm cho Nghĩa Thắng 2-1. Mắt có cùng rồi thôi mà chúng tôi đụng má giờ thành thua luôn. Anh thì mình đéo, ăn mình đéo bây giờ lấy được tiền rồi không? Sang mệt thứ không thể vượt qua hàng chắn của cô em. 3-1. Nó bắt ở dưới là đúng. Thời gian nó có hạn cho nên là chúng ta cố gắng 2-3 để mà còn vào việc để lắm thì đủ máu không trắng đâu không trắng luôn đây nha. Ba đều. Đều. Bốn đều. Bốn đều. Trời ơi, lấy cho bạn dưới kìa. Cái gì? Hồi cao hơn kìa, trời ơi, cao cho. Sao mà trời.
mình cao hơn kìa đó. Lấy cái bóng ở dưới kia đánh ra. Bắn cái sao ông muốn trời. Chúng ta tiếp tục với trận đấu. Năm bốn. Đánh bóng chạm lưới, điểm cho The Home Coffee. 5-4. Sáu bốn. Phát bóng tốt. Điểm cho The Home Coffee 6-4. Bảy bốn. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp. Do mặt trời rất là chói cho nên là các cầu thủ đánh nó cũng ảnh hưởng. Đánh nó tốt, điểm cho ghế thắng 5-7. Một pha đánh bóng trên chắn của Văn Sang, điểm cho The Home Coffee 8-5. Chưa qua lưới, điểm cho The Home Coffee 9-5. Đội Nghĩa Thắng xin phép hội ý kỹ thuật lần thứ nhất trong xếp đấu thứ hai. Hai đội kia thua thì đội cũng thua thì gặp ba tứ. Mo và đồng mô với đường bóng đấy. Đồ ông thấu nay có nhanh cho đồ giống học như trời. Từ từ. Bây giờ chạy lên mệt lắm rồi đó. Bắt xong chạy lên. Hết giờ hội ý, 12 đội vào sân tiếp tục thi đấu. Cái đồng hồ dự động là khó thở này. Chú đây. Tin nữa thôi xin đồng hành với trường bom Bình Thánh. Kêu anh bom nghỉ bên ngoài đấy. Anh mà vô sân là cứ bom miết. Kêu anh muốn nhiều tiền thì nói thôi. Ờ để nói cái đường. Bóng chưa qua lưới, điểm cho Nghĩa Thắng 6-9. Nói gì đi Đức ơi. Bóng trong sân, điểm cho The Home Coffee 10-6. Chu, cha. Một pha đánh bóng tốt, điểm cho Nghĩa Thắng 70. Tốt quá, tốt quá. Nhanh, qua tay nhanh. Điểm cho Nghĩa Thắng 8-10. Giang tiền phải công tập
điểm cho đội Hong Copy 11-8. Giải đấu lần này còn 3 trận đấu nữa là kết thúc. Rồi anh em lưu bé này chúng ta bán lại vài tuần đấu. Anh Lưu bé nhân kết thúc. Bóng trên cao là giao lưu mà là cũng cần tiền. Một bóng không qua lưới. Đánh bóng trên qua lưới điểm cho đội Hong Copy 12-9. À, chuyển từ bên. Chấm một. Vô. Đánh bóng tốt điểm cho Nguyễn Thắng 10-12. Mười quá như một luôn. Đồ chỉ có đường đó thôi, cũng có lao thì cũng có đường đó thôi chứ đường nào đâu. Có tay đó lẻ quá nhỉ. Chắn bóng tốt. Má hổ cũng bắt rồi. Chắn bóng tốt. 12-10. Quan thủ mà sao bắt được. Đi rồi. Bóng đi. Bóng đi. Bóng đi. Bóng bóng tốt điểm cho đội Hong Copy 14-11. Lấy cái này đi. Chứ không là ăn bắt đường lên. Nói luôn đi. Điểm cho đội Hong Copy 15-11. Mời đội Corona và đội nhóm chúng ta chuẩn bị thi đấu để cho kịp thời gian. Một pha đập bóng tốt điểm cho Nghĩa Thắng 12-15. Đánh bóng chưa qua lưới điểm cho Nghĩa Thắng 13-15. Kết thúc trận đấu với tỷ số 16-13. Mười sáu mười ba.